Dạ. Tôi nghe đến ngày mai là có phải là mùng 3 tháng 8 là ngày mà để cúng để cha trời mẹ đất không ạ? Thật sự nếu mà thực tế á, những cái ngày mà ở trên trời ta không có tính theo ngày nha. Ngày nào kỵ của thế gian mình tự hồi xưa giờ mình chế. Mùng 5, 14, 23 không nghe khỏi nhà, mấy cái đó là ngày mấy chư Phật chư Thiên đi ngoài đường. Chúng sanh mình vô minh á, mình đi ngoài đó mình nói bậy bạ mấy ông thần cũng phạt. Thì cái mình đặt ra mình kỵ để mình bớt bị khẩu nghiệp á. Còn ngày của mẹ thì phải xét mùng 8, 18, 28 thì đọc kinh mẫu để nhớ mẫu. Nhưng mà thật sự lúc nào đọc cũng được, mỗi ngày đọc cũng được, mình đừng có tính theo ngày giờ nữa. Khi mình tu mình để cho cái đầu của mình là tự tại thì nó tự nhiên đi. Lúc nào mà bữa nào chẳng lẽ ngày nào mùng 8, ngay đúng mùng 8 cái bữa đó mình đau cổ mình đọc không được, cái mình lại mẫu nơi con xin lỗi con đọc không được, cái qua cái mùng 7 cái cổ mình hết đau cái mình nói là không đúng ngày cái mình không đọc sao? Không phải, đọc thì cứ đọc thôi, thoải mái. Cũng như bác này nè, hồi xưa còn đi được, còn quỳ hai đầu gối lại Phật, đúng không? Bây giờ muốn quỳ cũng khó nữa đó. Cho nên khi mà giữ cái báo thân mà thân phàm mình nguyên vẹn á, tu á là phải có đầy đủ như quân đội á, phải thử, phải tri giác rồi tay chân đồ đầy đủ mới tu tập. Nên khi mà mình còn sức khỏe thì cứ gắng để mà đậu cái điểm. Chứ như giờ á, thì cũng có cái lòng á, nhưng mà muốn muốn chứng hết lòng á thì một chút cái đau lưng rồi đâu có được, đâu có đủ điểm đâu, làm sao đi về được rồi. Chưa nữa còn nhiều chuyện nữa tại nói bác sợ. Thì Tôi có một thí dụ như bác đang ngồi xe, cái chân linh của mình á, cái chân thần của mình á, nó như miếng kiến vậy đó, chụp cái bức hình. Con nói xin lỗi bác nha, thí dụ bác ngày mai mà rời khỏi cái xác phàm này, bác đâu có phải là con ma được đi đâu, bác cũng cần chiếc xe lăn bên kia đó. Ừ, ý con muốn nói vậy đó, tức là khi mình sống sao nó y chang vậy á, mình học vấn hay là tất cả nhận thức của mình ở cõi đời này, cả một người mà đang bị gãy chân mà đi cực cọp, khi mà ngày mai mà lỡ như bị chết thì cái ông ma này nè cũng phải cần cái gậy đi cực cọp. Cho nên khi mà thầy mình thấy mấy ông ma đi cầu thang đó, à hồi xưa ông còn sống ông chống gậy thì giờ cũng phải chống gậy thôi. Ở cái đó là chuyện khác, đã đi về cõi trời thì lên trên đó thì hết rồi. Gán hả? Thì này nó chuyện dễ thương quá, gán nè, bay mặt gán đây. Gán về ghê. Cõi nào kìa, ví dụ tầng trời thứ tư thứ năm thì mình sống 1.000 năm trên chảnh là bằng với này mấy mấy nghìn năm rồi, nhưng mà ở chảnh nó cũng có giới hạn, tại chảnh mình không có gì cực khổ, không có gì phải lo lắng, cũng không có bệnh tật gì, mình cứ ham chơi không, rồi mình không có người nghèo người khổ để mình đi làm từ thiện tạo công đức, mình cũng không có tượng Phật để mình lại nữa. Nhiều khi Phật giảng pháp mình chư thiên bữa đó mình lo đi bắt bướm hay đi tắm ao sen vàng đó, mình làm biếng nghe Phật giảng đó. Cái con người mình ở trên nó vậy đó, cho nên bao nhiêu chư thiên lọt xuống đây lịch bịch quá trời, cho nên nó không có cái gì khổ để mình làm phước. Nó cũng giống như giờ một lính đặc biệt Navy SEAL của Mỹ mà không có một cái quân trường đặc biệt và huấn luyện khó hay là đeo đá lặn xuống dưới nước thì đâu có thành ra lính đặc biệt. Thì cái thế gian này cũng y như một cái nơi mà huấn luyện quân trường vậy đó, thì mình phải chịu khổ. Thì con Covid này cũng là một trong những thứ mà huấn luyện đó, huấn luyện coi ai nhẫn nại ai vượt qua, huấn luyện để trong nhà mình nó 10 người gặp mặt nhau mỗi ngày đừng chán nhau. Chứ rồi lúc thời không có Covid ai cũng lưng tưng sáng không có bận gì cũng xách gói xách xe chạy lòng vòng vòng để mình né những cái mặt những người thân mình trong nhà.
thì con COVID này cũng là một cơ hội để cho tất cả chúng ta thương yêu lẫn nhau. Rồi tự nhiên cha trời cho em lên trên mạng nói chuyện, đưa ra cái đạo này để tu tại nhà. Lâu nay mình theo chùa, theo thầy, đi lăng tăng cả đời, ăn chay 30-40 năm, cuối cùng rồi vẫn sân si như thường. Thì hôm nay ở nhà bữa giờ tu được 2 năm, biết nhiêu người theo đạo Thiên Tâm thay đổi biết nhiêu. Tại mình thay đổi là tự mình tu ở nhà, tự mình đốt đuốc đi, chứ không phải vô chùa cái ông thầy nói con cứ làm đống giống gì, rồi làm kiểu này thì được giảng sanh. Khóa tu thọ bát quan trai, khóa kiết hạ hay là lại sám hối, rồi cái ăn uống rồi tụ tập nhộn nhịp, rồi gây quỷ rồi này nọ, là bây giờ mình không cần mấy cái đó, mình cũng vẫn giảng sanh được, vẫn về trời được. Mình giữ đúng 12 giới luật của Thiên Tâm cha mẹ đặt ra, tự động mình về trời. Trong đó có một cái giới là đừng có sợ. Thấy chị đang sợ sao chị về trời được? Sợ, đừng có sợ nghèo, đừng có sợ bệnh, đừng có sợ già, cũng đừng sợ chết, thì tự động mình đi về. Còn thiên đạo là chỉ thờ độc nhất thần, là thờ Thượng Đế, cha trời mẹ đất, và tu Phật để mà cho cái thế giới không còn dành Thượng Đế A-la của tôi mà thánh chiến nữa. Cho nên cái đạo Thiên Tâm là sau này thống nhất thế giới là gì? Mà ở trên trời cái đạo này có rất là nhiều nghìn năm rồi. Xuống đây thì lúc đó cha mới cho em lộ cơ, nói cho mọi người biết cái gốc cây. Đạo Phật, đạo Chúa là nhánh cây, nhánh cây. Tất cả các đạo đều là nó thích ứng cho mỗi một cái lục địa, mỗi một cái sắc dân ở đó thôi. Nhưng mà sau này Atula, Thiên Ma qua Trung Đông, nó mượn danh cha, rồi cái nó nghĩ là nó đâm máy bay vô, nó giết bao nhiêu người, rồi nó ôm bom tự sát, rồi được về cha thưởng bao nhiêu nghìn gái đẹp á, mấy cái tụi mà chùm khăn á, nó giết nhiều người chừng nào về trở anh Thượng Đế thưởng nó gái đẹp. Làm gì có chuyện đó. Cha là độc giác Phật, là người đầu tiên tìm ra được một cái công thức mà để thanh lọc những cái tập khí của mình, tham sân si. Rồi tới thời Phật Thích Ca là ngài cũng lặp lại cái đó. Chứ trước khi Phật Thích Ca là có những cái cổ Phật, thì cha cũng là Phật, nhưng mà lên chảnh nó phải ngồi Phật, cái ngồi trong ngóc cái để thế gian con cái của mình dưới này cả 7-8 tỷ người muốn làm gì đó làm. Cha cũng phải có cái cabinet, cũng như một cái quốc gia Mỹ cũng phải có sự điều hành của White House, của tổng thống, rồi của lưỡng viện quốc hội, rồi lập pháp, rồi tòa án vậy đó. Thì trên chảnh cũng vậy, nhưng mà tất cả các vị đều là Phật hết. Cái người tiên ở cõi trời mà tiên mà thấp nhất á, mà sống tầng trời thấp nhất á, là cũng phải tu. Mấy vị bữa giảng cho chuyện nghe là phải cũng phải tu cả triệu kiếp á, mới thành tiên được á. Chứ đừng nói làm chi Phật, nó là một cái học thức thôi à, một cái công thức, một cái học thức. Như được 4 năm đại học BS degree, lên tới Master, rồi lên tới PhD, rồi lên tới Thạc sĩ gì gì đó, những cái đó đó. Thì cái công thức mình tiên, thánh, Phật, Bồ Tát là cũng y như vậy. Lên tới Phật là coi như là hết mức để học rồi. Thì lúc đó đó, nhiều lúc các chư Phật ở cái thời mạt Pháp mình cũng phải đóng vai xuống dưới trần, làm một ông bình thường thôi, có thể là một nhà thương gia, hay là có thể là một người bán vé số không chừng nữa. Đã khi tới cái chức vụ đó rồi, người ta có thể đi bất cứ chức vụ thấp khác để mà độ cho những cái người mà cần để mà hiểu về cái lĩnh vực đó. Nhiều khi mấy vị còn đầu thai thành mấy con thú nữa không chừng nữa. Thời nay mấy vị đang xuống để dìu dắt cái giường sở thú, để sau này nhân loại mà chạy theo hiện giờ nè, sân si với vật chất nhiều quá đó, vô sở thú hết. Vô đó. Tại vì sẽ không còn những cái người mà dữ dằn như thời nay mình thấy nữa. Sau thế giới tương lai Chúa Giê-xu ra đời, thế giới chỉ có người hiền thôi. Người hiền thì Chúa mới nói chuyện được.
Chứ có người giữ như ông thời xưa ông Pare á, ổng là đệ tử rồi ổng còn phản Chúa đó, rồi sau đó ổng cũng hối hận, cho nên tính ổng có nửa người thôi, nửa người đệ tử. Thời đại vàng kim sẽ không còn vô thần, không còn những cái mưu mô tính toán ác, cái gì thật thật giả giả. Cũng giống như là lâu nay em không có nói thẳng nói thật, đến lúc mà cận kề của cái chiến tranh thứ ba Phật sắp xuất hiện thì em mới nói thiệt. Em nói 100 triệu dân, 4 triệu đảng ở bển phải giảng sanh bác mình đi, nếu mình yêu bác mình giảng sanh, đúng không? Vậy thôi mà nổi động lên cả làng ở bên Việt Nam chửi em, nói thằng này thiên ma. Trời ơi, mình nói bác ở dưới tầng địa ngục 66, vậy mà mấy ông nói bác ở Phật. Tại em hỏi trên, mỗi lần mà bữa một lần em kêu bác Hồ lên ngồi nói chuyện, ổng phải có hai ông thiên tướng kè ổng lên á, không có phải người thường mà chịu ổng lên được đâu. Rồi mà không biết sao bả lại nói ổng là Phật, cái chuyện vô lý. Em là người thiệt, em nói thật, em không có nói láo. Mà cái này em nói trên mạng lưu truyền cả nghìn năm, em không có nói bậy đâu. Ổng còn nghiền thuốc lá nữa đó. Ừ, Phật đâu có thích hút lá đâu. Để đứa thuốc ông hút một cái hả, cái tàn đó y nguyên luôn á, mà ông hút lẹ lắm. Thấy đạo Phật. Ở vậy có nhiều người giống như hiểu lầm, không hiểu thì người ta nói cho hiểu. Người ta nói rồi cái không thích nghe cái đi chửi em. Vô lý. Quá vô lý luôn. Em không có gì mà để cho ai chửi em. Em lấy tài sản của riêng để dành cả đời đi làm của chung, nên mình mới có chỗ ngồi như vậy, mấy chục triệu nằm ở mảnh đất này. Rồi bao nhiêu tượng Phật công lao của em á, gần cả mười mấy năm nay á, mới đục được nhiều đó. Đó là mình làm custom không á. Rồi mình có một chỗ để cho cộng đồng mình hãnh diện, có một mảnh đất cắm dùi. Em đâu có xin ai đồng nào đâu. Mà người nào ở ngoài đó mà ghét em á, là chẳng qua là cái tâm của họ là con của ma quỷ, tâm tà. Chứ em không ra ngoài nói về thực tế thì đừng nói chuyện nói em là người sống ảo. Cả họ những người mà đang chức quyền mà đang ăn trên ngồi rồi á, và không có biết về tâm linh, không biết ngày mai á, mình bị gì mình chết á, họ mới là sống ảo. Em là người thiệt á, là em nói chuyện sự thiệt. 95% từ lúc 3 năm nay ở trên cho em ra đời lộ cơ để mà làm cho mọi người có cái sự bình an trong cái tâm trạng để mà chờ một vị giáo chủ mới ra đời để dìu dắt nhân loại đi. Bao nhiêu chuyện trúng hết. Hồi xưa đâu có ai nói là chỉ nước này đánh nước kia. Em là thời mà mấy cái đài mà bình luận chính trị á, em nói không phải, cả thế giới này luôn. Những cái nào mà theo cái chủ thuyết Các Mác Lênin và những cái mà độc tài độc đoán hung dữ, từ một lúc một đi xuống sỏ rác hết. Thầy then chìm một lượt. Bởi vì coi những clip cũ đi, là lúc nào em không giữ cái lập trường em nói là như vậy. Thì giờ á, bao nhiêu cục diện lớn vậy nó cũng giống như lời em nói. Hồi xưa ai mà dám nói kiểu đó. Ồ, giữa Đài Loan với Trung Cộng, chứ đâu liên quan Việt Nam. Ở đâu liên quan tới Bắc Hàn, đâu liên quan tới Ấn Độ, đâu liên quan tới Nga, ở đâu liên quan tới Ukraine. Bây giờ quý vị thấy không? À, Mỹ nó để cho thằng Nga đó bầm dập với thằng Ukraine, quýnh hoài mà ông thắng, để cho mày sức giò, sức móng cho đã. Rồi bắt đầu tao mới làm thịt cái thằng Á Châu này, rồi xong luôn, kéo màn luôn. Chứ một mình Mỹ mà quýnh hai thằng á, là cũng không chột, cũng què sao. Nên Thượng Đế để là nước Mỹ vẫn là cường quốc sau Đại Tam Thứ Chiến. Phải có thằng đàn anh giỏi để mà nói cho những người khác nó nghe. Thì bao nhiêu chuyện mà xảy ra mưu mẹo từ nó thả ăn Covid cho mình thất bắt sang bang 3 năm nay, gậy ông đập lưng ông. Hồi xưa Trung Cộng nó mạnh, hôm nay cả thế giới tẩy chay hết. Không ai ngờ mà Trung Cộng yếu thế lợi như thế này. Đó cũng là nhiệm màu, có đó gọi là tà. Thời đại này những cái ác nó sẽ bị diệt vong, chung quy là hết tất cả những cái ma mị, những cái hung dữ, những cái ác sẽ đi vào quá khứ dĩ dãn sớm. Nếu mà 3 năm nay không lên mạng mà nói mấy cái này, bà con cũng chưa chắc hiểu là chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Rồi tin tức gần đây nhất, mới có mấy ngày nay, cái lò vũ khí hạt nhân
Nếu mà thật sự là Nga nó muốn cho nổ đó, để mà cho cả thế giới đừng có tiêu diệt cái chế độ của nó, nhưng mà bề trên cả em gì khấn sẽ không có nổ. Cái đó là thêm một lần nhiệm màu nữa. Tại cái đó nổ còn hơn là 10 trái bom nguyên tử nổ nữa. Một cái lò mà đâu phải một trái bom đâu. Mà giờ bề trên em xin rồi, cả chặn đôi nó lại rồi. Cho nên những cái ngày kế tiếp mình sẽ coi tin tức nó sẽ không có nổ. Và đồng thời trong lúc này, một cái chiến tranh lớn rất sắp sửa nổ ra. Cho nên cũng lặp lại những cái lời cũ, là mọi người chúng ta nên chuẩn bị ít nhất cũng 3 tháng đồ ăn ở trong nhà. Mỗi gia đình, cả Mỹ, cả Việt Nam, tất cả các tỉnh thành Việt Nam, tất cả các thành phố của Mỹ, tiểu bang của Mỹ, tất cả những nơi trên thế giới luôn, gắng nghe này, gắng làm. Chứ không phải riêng nước Việt, nghe nước Việt cần phải làm luôn á. Là mình phải chuẩn bị ít nhất tự mình, giống như thời xa xưa thượng cổ vậy đó. Tự mình sống, đừng có nghĩ ngày mai mình đi chợ là có chợ mở cửa cho mình. Mình đừng có nghĩ là ngày mai cái mình muốn cần ăn hủ muối, hủ tiêu là có sẵn ở đầu đường. Không phải vậy nữa. Mình phải chuẩn bị ít nhất 3 tháng. Chuẩn bị cái quali để ở nhà. Lỡ có gì xách quali lên xe giọt. mình nói ở Mỹ đây em nữa. Rồi thủ mớ tiền mặt trong nhà, tại khi ra đường á, lúc đó nó đâu có xài credit card nữa. Mà nói thí dụ bây giờ internet trên trời á, ngũ hành sẽ chuyển đổi, tất cả vũ khí nó không có nổ á, đừng chi mà đi rút tiền ATM xưa rồi. Mà nói thực tế rồi, thủ được cái gì cứ thủ. Rồi có vàng thì thủ vàng. Không, em không biết, nhưng trên kêu vậy mình không biết chuyện gì. Rồi mình nói giả sử như ở San Jose này, Bắc Cali này hay Nam Cali, lúc nào mình, người Việt mình á, cũng đâu phải ai cũng giàu đâu chị. Chỉ có bởi nó chuyển tiền qua, nó giàu, nó ở khu nhà giàu, nó mua nhà mấy triệu tiền mặt. Chứ mình ở đây mình đi làm mướn chết bà luôn cả đời luôn. Mua được cái nhà cũng ở trong mấy khu của Mỹ với Mỹ Đen, mấy khu, xin lỗi nha, khu hung dữ đúng không? À, rồi đâu phải nhà mình lúc nào cũng có gây cổng. Mình người Việt nghe được tiếng em nói thì còn chuẩn bị. Chị nghĩ cái thằng sát bên nhà chị nó có chuẩn bị không? Thằng Mỹ Đen có chuẩn bị không? Mỹ chuẩn bị không? Rồi Safeway hay Costco, như là vụ bữa hổm em đã cảnh cáo năm 2018 á, là chuyện đó em cảnh cáo thiệt. Em nói ai mà không mua đồ ăn á, mà không xài lên đây em trả tiền. Có cái clip hồi năm 2018 mà, lúc đó em còn trẻ phải không? À, em có cảnh cáo. À, mà hôm nay em cũng nói lại. Cái nhà thằng kế bên nó không có đi vô Costco, nó không có đi Lucky chợ nó mua đồ ăn. Chị nghĩ cái người nó nhìn xung quanh, thằng bên đây Mỹ trắng, tao nghĩ nhà mày có súng. Qua đây nhà Việt Nam mẹ này yếu yếu, hiện tao qua tao xỉa ngón tay cái té rồi. Thì nó qua nhà Việt Nam mình nó ăn hiếp đầu tiên đó. Rồi lúc đó làm gì, không lẽ đứng bên lộn nó, anh đâu em quýt lợi nó đâu. Thì có, em có nói cái đó, hôm nay em cũng nói lại đó. Thì mình có cái quay ly sẵn á, tao giao nhà cho mày luôn, tao lên xe tao dọn. Tại lúc đó mấy thằng cảnh sát nó cũng đâu có giúp mình đâu, nó lo vợ con nó không xong. Thì nó sắp sửa có nữa đó. Nhưng mà hy vọng nó không có xảy ra quốc gia này. Cái đó em đoán nó có thể xảy ra châu Âu, Việt Nam.